Xin chào bạn, vậy là hôm nay Apple đã chính thức bán ra toàn bộ các cái sản phẩm mà họ đã giới thiệu trong sự kiện ngày 10 tháng 9 vừa rồi. Và rất nhanh, trên tay mình đây là Apple Watch Series 5, một trong những chiếc đầu tiên về Việt Nam. Hai phiên bản mình đang có trên tay đều là bản nhôm và dây cao su. Một phiên bản là mặt 40mm có thân vỏ màu vàng và dây màu hồng. Một cái là 44mm thân vỏ màu đen và dây cao su cũng là màu đen. Về cơ bản thì cách đóng hộp của Series 5 mình thấy sơ bộ là nó hoàn toàn giống với lại Series 4. Mặt trước có logo Apple và chữ Watch khắc chìm, mức độ chi tiết rất là cao. Trên Series 5 này giờ đây Apple đã dán một cái con tem mà khi mà các bạn nhìn lên cái con tem này, các bạn biết ngay được là cái đồng hồ của mình có thân vỏ màu gì và dây màu gì luôn. Rất là hay. Ví dụ như là ở đây là mặt màu vàng là nó in màu vàng và cái dây màu hồng. Nhìn vào là chúng ta biết liền và khó mà bị nhầm lẫn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp từng cái một để xem coi là cái cách đóng hộp cũng như là phiên bản Series 5 này có gì thay đổi so với lại Series 4. Rồi đầu tiên là mình sẽ mở hộp cái phiên bản 40mm mặt vàng dây hồng trước. Vẫn là cái cách đóng gói rất là thông minh của Apple. Vẫn có seal nhưng mà rất là dễ bóc, không phải dùng dao kéo gì cả. Rồi, đây là mất seal rồi đó. Hộp của Apple Watch thì các bạn sẽ mở từ phía dưới lên. Nó có cái đai kiểu như thế này. Cái cách đóng hộp này thì có từ Series 4 rồi. Trước đây Series 3 thì không đóng hộp kiểu như thế này. Đó, các bạn mở ra. Thấy ngay phía bên trên là cái hộp đựng cái mặt. Còn cái hộp ở phía dưới là đựng cái sợi dây dài hơn để dành cho người có kích thước cổ tay to hơn, cũng như là sách hướng dẫn sử dụng. Đây, các bạn sẽ tháo cái seal của cái hộp ở phía đầu của nó. Mới quá cho nên là hơi khó mở. Đó, bên trong là sách hướng dẫn sử dụng, cách tháo ráp dây. Cái này thì quá quen thuộc rồi, vậy là mình nghĩ là sẽ không có ai phải học cái này nữa. Ồ, cái là toàn bộ dây họ đặt riêng luôn, còn cái mặt chúng ta sẽ đặt riêng. Đây, bên dưới này là cục sạc, vẫn là cục sạc 5W bình thường thôi. Đốc sạc, vẫn là đốc sạc cũ. Cái mặt được bọc trong một lớp nhung giống với lại trên Series 4 vậy. Đây, mình sẽ lấy ra. Rồi mình vô tình ấn cái nút thì nó khởi động cái màn hình luôn rồi. Và như thế rất là nhỏ nhắn và xinh đẹp. Đó, đây là phiên bản 40mm. Rồi bây giờ mình sẽ mở tiếp đến phiên bản 44. Tiếp theo là mình sẽ mở đến cái phiên bản 44mm màu đen, mặt đen dây đen. Đây, ở dưới đó là cái mặt đáy của nó, thì cuối cùng lại là cái mặt trên. Lâu quá không đập hộp Apple Watch nên là cũng hơi bị bối rối. Rồi, một cái hộp đựng mặt và phụ kiện thì to hơn. Cái này đựng dây cũng phải tháo ra để lát nữa gắn vào đồng hồ cho các bạn. Đó, seal của Apple làm rất là ngon, bóc một phát là đứt liền. Ồ, cái này chắc quá. Đây, dây đen của chúng ta. Còn đây là cái mặt, gọi là phụ kiện cục sạc. Đây là phiên bản máy sách tay từ Sing, cho nên cục sạc của nó là cục sạc 3 chấu. Rồi, và đây là cái phiên bản mặt 44mm. Rồi sau đây mình sẽ gắn dây vào và mình nói cho các bạn những cái sự khác biệt từ ngoại hình cũng như là bên trong, những tính năng sơ bộ của Series 5 so với Series 4. Ok, vậy là mình đã gắn các cái sợi dây vào trong cái mặt đồng hồ, cũng như là mình đã kết nối cái bản 44mm màu đen này với cái điện thoại iPhone của mình.
thì trong quá trình gắn mình cũng đã quan sát toàn bộ tất cả các chi tiết phần cứng trên con Series 5 này giống hệt Series 4, không có sự khác biệt nào. Cái điểm khác biệt duy nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường đó là cái chữ Series 5 được khắc ở mặt sau của cái Apple Watch, còn lại nó giống toàn bộ từ mặt kính cong 2.5D, bo tròn, cạnh trái thì có nút Digital Crown, nút cạnh hông, lỗ ở giữa chính là mic, cạnh phải là hai dải loa. Mặt lưng của chúng ta thì giống như là trên tất cả các phiên bản từ Series 4 trở đi Apple làm, đó là mặt lưng từ ceramic và cụm cảm biến nhịp tim được đặt bên trong kính Sapphire. Đó, hoàn toàn giống nhau, không có sự khác biệt nào hết. Ok, bây giờ mình sẽ nói chi tiết hơn những cái tính năng mới cũng như là những cái cải tiến ở bên trong của con Series 5 này. Một trong những tính năng mới và được người dùng Apple Watch mong chờ từ rất lâu trên Series 5 này đó chính là cái màn hình luôn sáng, màn hình Always On Display. Thì mình sẽ nói sơ cho bạn coi là cái cách thức hoạt động của màn hình này nó như thế nào. Ở cái chế độ bình thường thì màn hình nó sẽ hiển thị đầy đủ và nó sáng như là chúng ta cài đặt mong muốn. Nhưng mà khi mà các bạn để đưa tay đi hoặc là các bạn để một lúc thì thay vì nó tắt tối đen, nó sẽ tự động giảm các cái màu sắc sáng xuống, tăng màu đen lên. Đó, như các bạn thấy. Đồng thời lúc này thì cái tốc độ làm tươi nó sẽ giảm từ 60 xuống chỉ còn có 1, thì đồng nghĩa là cái việc mà cái kim dây chuyển động hoặc là các cái hiệu ứng chuyển động nó sẽ không còn nữa. Đó, mình sẽ đổi qua một cái mặt đồng hồ khác để cho các bạn dễ hiểu. Các bạn tap vào thì nó sẽ sáng lên. Ví dụ như là cái này, mặt đồng hồ nó sáng trắng hoàn toàn. Nhưng mà các bạn chỉ cần để im. Lúc trước trên Series 4 và các Series 1, 2, 3 đó thì màn hình nó sẽ tắt tối đen thui luôn. Nhưng mà trên con 5 này màn hình nó sẽ luôn sáng. Và để đảm bảo được cái thời lượng pin 18 tiếng thì nó sẽ giảm các màu sắc sáng xuống, tăng màu đen lên. Đó, và cái chuyển động liên tục nó sẽ không còn nữa, vì lúc này tốc độ làm tươi nó chỉ còn có 1 thôi mà. Đó. Mình sẽ thử cho các bạn một trong những cái màn hình mà mặt màn hình mà nó có chuyển động nhiều. Ví dụ như là cái mặt màn hình chuyển động con sứa. Mình thêm vào cái mặt con sứa đi. Con sứa là cái hiệu ứng chuyển động mà nó bơi. Thì bình thường là con sứa nó sẽ chuyển động, nhưng mà các bạn để im một lúc thì cái motion chuyển động này nó sẽ tắt đi và nó chỉ còn một nền đen thui thôi. Còn lại là thông tin về giờ, rồi các cái thông tin mà các bạn quan tâm nó còn lại ở đó. Thì so với lại các đồng hồ thông minh khác cũng có tính năng Always On Display thì mình thấy là cái màu sắc và cái ký tự hiển thị còn lại nó tương đối là dễ quan sát hơn. Đặc biệt là đối với những cái màn hình mà được Apple chú trọng cho cái tính năng này. Khi mà nó tối đi thì các họa tiết còn lại được làm sáng màu, rất dễ để các bạn quan sát, các bạn đứng nhìn. Đây cũng sẽ là một trong những cái chi tiết rất là rõ ràng để những người ngoài có thể nhận ra là các bạn đang đeo Series 5. Đó, rất là đẹp, mình rất thích mặt này. Nó sẽ làm mất hoàn toàn màu xanh đi. Và các ký tự còn lại là màu trắng, nhìn nó vẫn giống như là một cái đồng hồ bình thường vậy. Rất là hay. Đó là về cái tính năng Always On Display. Tiếp theo nó nữa là cái tính năng mới, cũng là được trang bị phần cứng mới, đó là cái la bàn tự tính. La bàn tự tính cho phép cái Apple Watch Series 5 nó lúc nào cũng thể xác định được phương hướng, cho dù các bạn ở trong bất kỳ môi trường nào. Mình có một xíu lưu ý như này cho các bạn, đó là nếu như các bạn đang chạy iOS Beta và iOS 12 trở xuống, các bạn sẽ không có cài được cái phần mềm Compass này, hoặc là các bạn sẽ không sử dụng được, bắt buộc các bạn phải đang ở phiên bản iOS 13 chính thức. Mình đã mất khá thời gian mới cài được. Đó, thì cái la bàn này nó là la bàn tự tính, cho nên là nó không cần cân chỉnh, lúc nào nó cũng sẽ chỉ về hướng bắc. Đó, các bạn đưa tay là các bạn sẽ thấy là cái kim la bàn nó chỉ theo thời gian thực luôn. Rất là đẹp, rất là hay. Trong trường hợp chúng ta dùng tính năng dẫn đường thì nó sẽ rất là hữu dụng. Và vì nó bằng tự tính cho nên nó sẽ không tốn nhiều pin, giống như là các cái thiết bị dùng la bàn điện tử là cần tín hiệu GPS. Như bạn biết thì GPS nó tốn rất là nhiều pin rồi, mà dùng GPS để xác định phương hướng thì nó sẽ tốn pin, không ai làm như vậy hết. Còn cái này là la bàn tự tính cho nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Một cái đặc điểm hay nữa là nếu như các bạn sử dụng các cái mặt đồng hồ giờ đây á, Apple cho các bạn thêm cái tính năng la bàn lên trên cái mặt đồng hồ,
và nó sẽ chuyển động theo cổ tay của bạn, là lúc nào cũng xác định phương hướng. Chi tiết rất nhỏ thôi nhưng mà nó vừa hay ho mà nó lại vừa đẹp nữa. Ví dụ như ở đây là cái trong cái chồng trắng này á, là mình để là bàn nè, thì là khi mà mình chuyển động là cái con số chỉ hướng nó sẽ thay đổi. À, cái này thì sẽ hơi khó thấy cho các bạn. Mình sẽ chuyển qua cái đây. Những cái mặt đồng hồ này thì là các bạn thấy nguyên cái hàng dưới này chính là cái la bàn nè. Các bạn đưa tay đi. Cái độ độ của cái hướng là nó sẽ thay đổi ngay lập tức và nó hiển thị theo thời gian thực luôn, rất là đẹp. Đó, các bạn để lúc không dùng là nó sẽ giảm màu sáng xuống tăng màu đen lên. Còn đó. Ở đây thì các cái companion nhỏ nhỏ này chúng ta có thể tùy biến là la bàn đó, hơi nhỏ thì các bạn sẽ khó thấy. Rồi, đó là tất cả những cái điểm mới về phần cứng cũng như là phần mềm trên con Serie 5 này so với người tiền nhiệm. Nó còn có một vài cái khác như là con chip S5, nhưng mà mình mới dùng chưa thể nào so sánh được cái tốc độ thực thi. Rồi hai phiên bản đặc biệt khác của Serie 5 là Titanium và gốm thì mình sẽ cố gắng có trên tay trong thời gian sớm nhất để gửi đến các bạn hình ảnh cũng như là video. Rồi, trên đây là toàn bộ bài mở hộp và trên tay Apple Watch Serie 5 phiên bản nhôm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Long, đến từ tinh tế.vn.